lớn tuổi rồi, không, mình thật nhiều. Phải ráng coi thì coi sao tình lại với thầy xem coi cái tâm mình có được không. Nhưng mà xin lỗi là vừa thầy vừa lại con có hiểu biết như sao thì con nói lại để thầy không còn cần đặc biệt đâu. Là tôi thiếu chính cần là để mình để được từ cái lộ hoạt và để xả tâm và tôi những hơi thở tức là anh nằm anh đang thật chí là bay lên để tôi kinh xếp. Nếu mà con tu tập cả hai một lượt được không? Được chứ không? Bởi vì con sẽ tu cái hơi thở để trợ giúp cho cái sức tỉnh mà để mà xả tâm, chứ đâu có gì đâu. Chứ không phải là tu riêng hơi thở để mà đi vào cái chỗ mà giải thoát được. Bởi vì 16 cái địa ngục của định niệm hơi thở, hai cái địa ngục nữa ở trong pháp dạy cho La Hầu La, ông Xá Lợi Pháp dạy cho La Hầu La nữa là 18 địa ngục. Và trong pháp thân hành niệm một đề mục nữa là 9 cái đề mục của định niệm hơi thở. Cái mục đích của nó để chỉ hướng dẫn cho chúng ta ở trong cái pháp nào phải thực hiện cái đề mục đó, chứ không phải tu riêng gì. Hơi thở chỉ tu riêng của nó, con thấy giới tâm định tĩnh tôi biết tôi đi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi trở ra, đó là mục đích để làm cho chúng ta không hỗn loạn thì gì. Còn an tịnh tâm hành tôi biết tôi đi vô, an tịnh tâm hành đó là cái mục đích để cho tâm được khởi niệm. An tịnh thân hành tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân hành để làm cho cái thân không còn đau nhức tê mỏi. Con thấy hơi thở nó không có tu riêng được, mà nó tu ở trong cái pháp khác với tinh thần. Bây giờ thân nó đau thì nó phải sử dụng hơi thở để nó quét ra, nó không còn đau ở trên, để cho nó ngồi bất động yên lặng, để cho nó không còn lậu hoặc, để cho nó tiếp tục tu ngăn ác thì dễ. Cho nên vì vậy mà cái định niệm hơi thở không có cái gì. Còn hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, thở ra, đó là tập tỉnh thức trên hơi thở, để nhờ cái tỉnh thức đó mà quan sát từng tâm niệm xả ở trên tứ chánh cần. Cho nên nó cái định niệm hơi thở nó áp dụng cho cái pháp tứ chánh cần những cái định mục đó. Cho nên nó không có tu gì, cho nên không có phải tu hai pháp, mà nó chỉ có một pháp duy nhất mà tu mà thôi. Cho nên con thấy 37 phẩm trợ đạo là ngũ căn ngũ lực thất giác chi là 17 rồi, cái gì năm cái pháp tứ như tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần nè, tứ thần túc nè, tứ bất hoại tịnh nè, tứ niệm ý túc nè, 5 cái là 20 cộng lại là 37 phẩm trợ đạo, có phải không? Thì vậy thì chúng ta tu tứ chánh cần, tứ niệm xứ đều là nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo. Cái pháp nào tôi biết mà nó có ở trong đó rồi, có nó hơi thở. 37 phần trợ đạo của nó hơi thở. Bởi vì hơi thở nó sẽ tu ở trong các pháp này, nó sẽ phụ, nó trợ lực ở trong các pháp tu. Còn nữa, cho nên nó không có tu đi. Nhưng mà có chỗ con thấy vừa mê thở, vừa nói thân thở tâm pháp, mấy cái là 4 mình 16. Còn ở đây thầy nói 18. Thành ra mình có thể là 16 cũng được mà không 18 cũng được. Nhưng nếu mà mình thấy cái gì mà mình cần thể mà những cái tâm của mình thì mình chỉ cũng như cái đó là cái mình như ý thấy. Cái đó là cái pháp mà Đức Phật đã phát về chỉ. Ví dụ bây giờ không có một tứ niệm xứ thì Đức Phật ở trên của định niệm hơi thở nó có cái đề mục cảm giác toàn thân tôi biết tôi dùng cảm giác toàn thân. Để xác định được anh trung tứ niệm xứ thì anh phải cảm nhận được cái thanh quan cái hơi thở đó. Mà anh không được tập trung trong hơi thở, mà anh tập trung trong cái cảm nhận của thực hành như vậy. Anh không xác định được như vậy. Chứ không phải anh tu để mà anh tu cái đề mục đó anh tu cho anh trên định niệm hơi thở, phải anh tu cho tứ cho nên cái người mà hiểu được định niệm hơi thở thì biết định niệm hơi thở nó không phải tu riêng cho nó được, mà nó cho các cái sử dụng nó. Cái gì hơi thở là thân thành hậu, thân thành hậu. Cho nên nó ví dụ 16 thì nó chưa đủ, bởi vì nó riêng về hơi thở nó có 16. Nhưng mà bước thêm một cái giai đoạn nữa thì pháp thân thành tu, pháp thân thành niệm. Thì trong pháp thân thành niệm nó có dạy gì hơi thở, cho nên nó có những cái đề mục của nó thì nó kích lệnh chính cái đề mục của nó. Cho nên ông Xá Lợi Phất dạy cho La Hầu La thêm hai cái đề mục trong thân thành để La Hầu La ngồi mà hít thở tu tập, để mà đưa vào cái tứ chánh cần mà sẽ
nhâm diệt xả tâm, không có hơi thở thì nhâm diệt xả không được. Không hiểu nó cho nên vì vậy mà thầy dạy ở đâu nó có căn bản, có căn cứ được đó. Cho nên hôm nay á, thì nếu mà cái tâm mình bất động được, không khả năng là vô trụ được, thì căn cứ trên tứ niệm xứ con ngồi chân, con ngồi kia, con ngồi gì hết mà tâm bất động không khả năng hoàn toàn ở trên pháp gì chúng ta biết. Lúc thì chỉ sử dụng hơi thở, lúc thì không sử dụng hơi thở, cần thì sử dụng cái đề mục của hơi thở đó để đuổi cái niệm đó ra, còn không cần thì không có tu hết. Kính bạch chư hảo, con nhìn thấy vấn đề mà cái tà tướng, cái định tướng, cái học tướng á, thì thường nó phát hiện đó là cái màu trắng, nhưng mà trường hợp cái màu nó màu xanh mà nó phải chiếm thì như vậy đó là cái hiện tượng gì? Hiện tượng đó là tưởng, sắc tưởng. Cho nên khi nào cái mặt trắng lên mới đúng của nó? Không phải, tất cả những cái hình sắc của nó hiện ra là tưởng hết, bị tưởng hết, bị cái tưởng của con nó lưu sức ra cái sắc đó. Người ta gọi điện tướng thì đó là biết, là bị ức chế tâm mạnh dạn không điều tĩnh ý thức không khởi, thì cái tướng định của tưởng, định tưởng tức là cái định tưởng nó xuất hiện, cái tưởng, cái định tưởng nó bị tưởng hết. Đã có chi tiết này, cô có một vị mà cũng sư có ba bậc sô với người anh thì nói rằng khi mà mình niệm hơi thở mà không dọc 300-400 hơi thở mà mình không có vọng tưởng thì nó cái định tướng nó xuất hiện. Đúng rồi, chị vì nó không có vọng tưởng, ý thức nó bị kìm rồi, cái tưởng thức nó sẽ hoạt động, cho nên nó hiện ra 18 cái loại tưởng chứ không phải một cái tưởng. Cái định tướng, cái định tướng của tưởng mà nó sẽ xuất hiện, thầy biết cái này rồi. Nhưng mà các trường hợp cái màu sắc nó khác nhau đó thì cái màu sắc nó khác nhau thì là nó chứng tỏ cái người đó tu sâu về tướng định, tướng định tưởng, cái định tưởng chứ không phải là chánh định của mình. Cái định đó là định của ngoại đạo, còn cái chánh định của đạo Phật là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó là chánh định. Còn mấy ông này không có tính 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 thần túc, làm sao mà nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được? Chỉ ức chế ý thức của mình rồi cái tướng mà gọi là tướng định nó hiện ra màu xanh, màu trắng này kia rồi cho nó là cái cặp của định của mình thì đó là bị tưởng hết. Sai rồi, nó không đi tới đâu hết, rồi tới đó mới người lại bị chết rồi, bị tưởng hết. Kính bạch thầy, còn cái trường hợp nữa, có một cái điểm sáng, một hoặc là một loại điểm sáng cứ bay một lần xung quanh mặt này, nó cũng bị tưởng, nó cũng vậy, nó cũng tưởng luôn. Bởi vì 18 cái loại tưởng, 18 cái loại tưởng, tưởng định nó sẽ. Cho nên Đức Phật tu nhập vào tham vô vi xứ tưởng, phi tưởng phi vi tưởng xứ tưởng, Đức Phật thấy tâm mình vẫn còn tham vô vi, giết bỏ luôn, không thể. Đức Phật nhập được các thứ định tưởng chứ đâu phải đâu. Mà các sư các thầy không hiểu nhập vô tưởng, tưởng đó là cái định tướng chứ gì, thấy cái màu sắc nó hiện ra như vậy cho nó là định tướng, cái tướng định của tưởng, chứ định của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của Phật đâu có cái tướng định kia vậy, không có tướng định. Đức Phật nó nhập sơ thiền có năm chi thiền, tâm tướng như là nhất tâm, chứ đâu có nói cái tướng định nó hiện ra. Còn có nghe nó sơ thiền tướng định bao giờ hiện ra? Ai có nói nhị thiền giữa tâm tướng nhập nhị thiền có nói cái tướng định nó hiện ra đâu? Mà tới cái tam thiền thì ly tất cả các trạng thái tưởng ra, nó nhập cái tam thiền ly nhị cũng sáng. Nhập tứ thiền tự chỉ hơn đó. Chứ đâu có nói mà tướng định gì đâu. Bất càng trường hợp cái người mà đắc được cho thiền là người đó đã đắc được tu đạo mừng chưa? À, bây giờ nói về cái quả, tức là cái người mà nhập được sơ thiền là cái người đã ly dục giải thoát là đắc cái quả nhập luôn rồi, nhưng mà được tu đạo quả, tu đạo quả chứ sao không? Bởi vì người ta ly dục giải thoát nào, mà ly dục giải thoát trong cái sơ thiền chứ không phải ly dục giải thoát trong tứ niệm xứ. Ở trong tứ niệm xứ cái tứ chánh tàng đều là người ta tập người ta ly dục giải thoát, nhưng nó chưa trọn vẹn. Đến tứ niệm xứ nó trọn vẹn nhưng mà nó còn ở trên tứ niệm xứ chưa sử dụng được định như ý túc. Cho nên tứ niệm xứ nó hoàn thành được, nó có định như ý túc, tức là tứ hành tốt rồi. Nó dùng định như ý túc nó mới nhập vô sơ thiền, nó mới năm chi thiền của nó hiện ra. Nếu mà nhập sơ thiền thì nó có năm chi tầm tứ niệm xứ. Còn cái trên tứ niệm xứ nó cũng ly dục ly á pháp,
nó nhập trên cái trạng thái bất động của nó, nhưng mà nó không có phân chia thiền. Cho nên nó khi mà nó nhập vô sơ thiền rồi, nó mới xuất ra ở trên trạng thái của tứ niệm xứ, trạng thái ly dục đáng pháp của tứ niệm xứ, rồi nó mới nhập nhị thiền. Nó nhập nhị thiền rồi, nó mới xuất ra khỏi nhị thiền ở trên tứ niệm xứ, trạng thái của tứ niệm xứ, nó mới nhập vô tam thiền. Chứ nó không phải là nhập vô nhị thiền rồi nó ở trên trạng thái nhị thiền, nó nhập vô tam thiền, không có. Còn có nghe Đức Phật nói nhập vô sơ thiền rồi xuất sơ thiền rồi nhập nhị thiền rồi xuất nhị thiền rồi nhập tam thiền rồi xuất tam thiền rồi nhập tứ thiền. Vậy thì khi xuất ra ở chỗ nào? Ở trong tứ niệm xứ. Ta còn hiểu chưa? Nó có cái chỗ xuất ra để ở trên cái trạng thái đó để rồi nhập vô cái khác, cái điểm khác. Cho nên tứ niệm xứ quan trọng vô cùng, cái trạng thái lý dục giải pháp của tứ niệm xứ rất là quan trọng. Còn khi nhập sơ thiền nó phải có năm chi thiền của nó mới gọi là sơ thiền. Còn tứ niệm xứ nó không có năm chi thiền. Nó cũng lý dục giải pháp mà không có năm chi thiền. Thầy chỉ dạy cho con về cái chi tiết con thực hành. Chứ nếu mà con tu niệm hơi thở để con dùng cái kỹ thuật đó để con thực hiện một thứ được không? Được, bởi vì niệm hơi thở chỉ nó phục, chỉ nó giúp trợ giúp cho tu tập tứ chánh cần, trợ giúp cho cái giai đoạn mà học giới luật để triển khai tri kiến để tạo cho nó một sức thức mà thôi. Tức là các cái đề mục của nó để trợ giúp cho chúng ta tu tập những cái nếu nó không thể tu riêng nó được. Bây giờ muốn mà diệt tầm tứ của nó để mà nhập ly dục, để mà nhập cái sơ thiền của nó, thì con phải học giới luật đức hạnh, triển khai cái tri kiến của con hiểu biết, để mỗi tâm niệm của con khởi lên trong đầu con nó phạm cái giới nào con biết liền ngăn diệt bằng pháp như lý tác ý để tu tập cái tâm vô lậu. Cho nên Đức Phật nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, nhà đã sanh thì bị diệt, dùng pháp như lý tác ý hết. Thì sau khi tâm không có lậu hoặc thì bắt đầu mới đi vào tứ niệm xứ, nghĩa là nó hoàn toàn nó không còn niệm nữa thì đi vào tứ niệm xứ, kéo dài ra để liền tứ thần túc, bốn cái lực như thần rồi mới vào được. Như vậy là mình có cái đó rồi mình mới tu qua tứ thiền chứ mình chưa có cái đó là mình chưa tu qua tứ thánh định. Không được, chưa có tứ thánh định ở tứ thần túc thì không tu tứ thiền được, không nhập tứ thiền được. Bởi vì Đức Phật nói món ăn của tứ niệm xứ là thất giác chi, mà bảy năng lực của giác chi là tứ thần túc. Cho nên tu tập trên tứ niệm xứ tâm bất động thanh tạng là vô sự sẽ có tứ thần túc, từ đó mới bước vào cái chánh định của nó. Từ cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo, mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ, mà chánh định tức là tứ thiền, con hiểu không? Bây giờ ở trên cái chánh niệm của nó thanh tịnh thì nó có tứ thần túc, dùng tứ thần túc tức là dùng định như ý túc nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập xuất ra, nhập xuất ra, xuất ra ở trên tứ niệm xứ hết rồi nhập vô. Cho nên khi mà nhập tứ thiền cũng ở trên tứ niệm xứ mà nhập vô tứ thiền, con hiểu chưa? Mà sử dụng tứ thần túc tức là định như ý túc, định như ý mình muốn mà. Còn mình chưa có định như ý túc thì thôi đừng có rớ tới tứ thánh định của Phật, không ai mà rớ vô được không. Mấy người đừng có ngồi mà nhiếp tâm mà để ngồi là đi dục đéo pháp nhập sơ thiền hay quệt nhiếp tâm tứ đi nhập gì được, không bao giờ có được đó. Mấy người không hiểu, mấy người phải tu từ tứ niệm xứ để có tứ thần túc, từ tứ thần túc rồi thì mấy người mới nhập được bốn thiền chánh định của Phật. Nhập được chánh định của Phật rồi thì mấy người mới thực hiện tâm mình túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Đó là con đường của đạo Phật, nó phải đi vậy thôi. Cho nên tứ thần túc, tứ thần túc nó nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo nữa. Tứ bất hoại tịnh nè, tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần nè, tứ thần túc nè, đều là bốn pháp, mà năm cái bốn pháp đó nó mới gọi là 20 pháp cộng với ngũ căn ngũ lực thất bồ đề là 17 cái nữa, cộng lại là 37 phẩm trợ đạo. Còn nói về tứ diệu đế là bốn cái chân lý để xác định một sự thật của con người, chứ nó không phải là pháp. Tứ diệu đế không phải là pháp luôn, mà nó xác định cái chân lý khổ tập diệt đạo, là nó xác định chứ không phải pháp tu. Ai nói mà tứ diệu đế là pháp tu là sai, không hiểu. Cái chân lý người ta xác định
Còn cái pháp tu là phải ở trên đạo đế, cái chân lý đạo đế là cái pháp tu, phải một cái lớp học người ta. Cho nên nó rõ là cái chương trình đạo Phật giới định tuệ, giới nó phải tu năm cái trong bát chánh đạo là phải tu năm lớp. Thành nội cái giới không phải tu năm cái lớp tới chánh mạng, từ chánh kiến tới chánh mạng. Chánh định tấn là tu tứ chánh cần, mà chánh niệm là tu tứ niệm xứ, mà chánh định là tu tứ thánh định, bốn thiền. Mà thiền nhập định rồi thì tuệ nó có, đâu cần phải tu tuệ đâu, giới định tuệ nó đúng. Con lão con coi ở trong trại thánh kinh con không thể kinh giữ, nhưng mà con biết cái đại ý nó như vậy, nói mình tu hơi thở sung mãn thì nó làm cho cái chứ mình cứ sung mãn, cứ mình cứ sung mãn, nó làm cho thất thiết thì sung mãn, thất giác chi sung mãn, nó làm cho mình về giải thoát. Thì trong đại thành kinh về các đúng vậy, mà nếu mà con tu tứ niệm xứ mà không có định niệm hơi thở là sao con vô tứ niệm xứ? Cho nên cái câu định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, không phải là trên định niệm hơi thở sao? Mà xác định chúng ta phải sung mãn được cái hơi thở bằng cảm giác đó thì chúng ta mới ở trên tứ niệm xứ mới được chứ. Đúng, rõ ràng mà. Con muốn hỏi cái đó, con điều đó là tại con muốn học hỏi thêm, nhưng là thầy nói thêm cái tứ thần túc đó, thành ra con thấy mình làm thế nào mình để thực hiện được tứ thần túc, để mình trước khi để tu tứ thần niệm. Lẽ đương nhiên là con phải ở trên cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ rồi con mới luyện pháp thân hành niệm, con đọc cái bài kinh pháp thân hành niệm nó mới luyện tứ thần túc mới được, chứ không phải là hoài pháp thân hành niệm mà con luyện tứ thần túc là sao có. Chính là con lão là con thấy các bài thân hành niệm nó không biết cái cách tu cái kỹ thuật thế nào, chứ còn cái nó tu nó giống như cái bài của niệm hơi thở mà về phần thân. À, thân thì ở trong nó giống như của cái thì thân hành niệm thì đó là con thấy hơi thở thì nó là thân hành niệm nổi, có phải không? Thì cái bài pháp thân hành niệm thì nó phải có thân hành niệm nổi và thân hành niệm hoại, nó niệm tứ thần túc nó phải có nổi và hoại, chứ không phải nổi hơi thở mà nó được. Con hiểu, cho nên vì vậy thầy nó pháp từ ở trên pháp thân hành niệm á, mà cái tâm con bất động ở trên tứ niệm xứ con mới luyện được cái pháp thân hành niệm, nó mới có đủ cái tứ thần túc. Chứ còn cái tâm của con mà nó còn vọng động, nó còn hôn trầm thì miên, nó còn này kia thì luyện tứ thần túc mà luyện sao cho đỡ, nó đâu phải là cái đất đứng của nó. Cũng như bây giờ khi không mà con luyện tứ thần túc thì làm sao có được, nó buộc lòng cái tâm của con nó phải ở trên tứ niệm xứ, mà con phải trải qua ở trên tứ chánh cần để ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện, nó thanh tịnh hoàn toàn mới vào được cái chỗ này, nó mới vào được tứ chánh cần ở tứ niệm xứ. Dạ con hiểu rồi, thành ra chúng ta cũng lỡ dạy cho con, mình trở lại là cách bí quyết để thực hiện tầm tứ. À, bí quyết để thực hiện tầm tứ thì bây giờ bắt đầu phải học dưới lực đức Phật. À, bí quyết để mà thực hiện được cái tâm thanh tịnh này thì phải trở về học dưới lực đức Phật. Bởi vì trong một cái giới thì nó phải có cái đức, đức của nó là cái đức, rồi cái hạnh, rồi cái hành, cái giới đức, giới hạnh, giới hành. Một cái giới, ví dụ bây giờ giới sắc sanh, thì con phải học cái đức của giới sắc sanh là cái đức gì, phải không? Con phải học nó là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu là đức không sắc sanh, nó mới là lòng thương yêu. Rồi bây giờ cái hạnh của lòng thương yêu là oai nghi tế hạnh của người tu sĩ, phải đi phải tỉnh giác, đừng có đạp con kiến con trùng dưới chân chết, làm cái gì phải cẩn thận để không mà giết hại chúng sanh. Thì như vậy rõ ràng là cái giới hạnh, rồi cái giới hành nữa là pháp như lý tác ý của cái giới đó, để thực hiện cho cái giới đó thanh tịnh bằng cái pháp như lý tác ý. Cho nên mới gọi là giới đức, giới hạnh, giới hành. Mà không thông suốt thì bắt đầu căn bản nhất là phải trở về học dưới luật. Bởi vì Đức Phật nói giới định tuệ ba cấp, giới chưa xong thì làm sao tu thiên định được, con phải trở về giới. Bây giờ thầy nói cái giới như giới sắc sanh, ba cái đức giới này, thì bây giờ cái đức mà hiếu sinh thì ai cũng biết rồi, nhưng mà cái người đó gan dạ nhảy xuống sông cứu giới một cái người bị chết đuối thì cái đó là dũng cảm. Vậy thì cái người đó phải có cái đức hiếu sinh, mới thương người, mới nhảy xuống sông cứu người chứ.
nếu mà không thương thì họ nhảy xuống là làm gì? Còn hiểu không? Thì nó phải có đức hiếu sinh, dũng cảm. Đó thì mình phải hiểu bao nhiêu cái hành động. Bây giờ con thấy một người đó nghèo đói, con đem cho họ một bát cơm, thì đó cũng phải đức hiếu sinh chứ. Mà đức hiếu sinh nó bổ thí. Con hiểu không? Bây giờ thấy một cụ già đi trên xe buýt mà cái xe nó cứ giật tới giật luôn, mình đang ngồi trên một cái ghế này, đứng dậy nhường chỗ cho cụ già, đó là đức hiếu sinh mà thường. Bởi vì hiếu sinh nó nhiều lắm đấy con. Nó có thương cái cụ già này, nó thấy tội quá, nó đứng dậy nó nhường cái chỗ cho cụ già ngồi. Đó. Con thấy chưa? Tất cả những cái hành động sống hàng ngày của chúng ta đều thực hiện. Một người chửi mắng mình thương, mình hiếu sinh, mình thương người thì phải có đức tha thứ. Tức là tha thứ ngay chỗ hiếu sinh. Con phải học hết chứ. Mà thầy mới nói có cái giới sắc sanh thôi, chứ chưa nói cái giới mà tham lam trộm cắp. Giới tham lam trộm cắp là cái đức ly tham. Mà phải học cái đức ly tham thì nó phải có giới đức, giới hạnh, giới hành của nó chứ. Thì nếu không có thì tâm tham chúng ta một đống và đụng cái gì nó cũng tham hết, rồi làm sao cho được đây. Rồi tu hoài nó chừng nào mà chứ nó thắng thật. Phải học trở về giới đi. Học về giới đức, giới hạnh, giới hành hết cái gì luôn. Con thấy có nhờ sư Phước Từ hỏi thì mấy con càng thông suốt thêm. Mấy con thấy cái sai của người ta không hiểu mà thầy là một cái nơi để mà giải thích rất rõ ràng, không có chỗ nào mà lừa dối qua mặt thầy được hết, không có gạt thầy được, không có tu riêng cái pháp định niệm hơi thở được. Cho nên thầy kèm vô pháp định niệm hơi thở là thầy kèm vô cái pháp đó, như vậy nó mới đúng trong 37 phẩm trời đạo. Cho nên có nhiều người vừa rồi thầy đem cái bài thi, bài làm đó mấy con, cho cái lớp hạ ngoài kia vô thi. Nó 84.000 pháp môn, thầy bảo kể cho thầy nghe 84.000 pháp môn cho thầy coi cái pháp nào mà kể ra hết cho thầy nghe coi. Thầy tưởng là đại thừa nó lấy láo đuổi thầy cũng tập nói láo theo. Kể đi, kể 84.000 pháp nào đâu kể đi. Niệm Phật sao đâu kể hết cho thầy coi. Nội niệm Phật trong bao nhiêu pháp. Khó làm sao mà kể 84.000 pháp. Thầy nó gồm hết các cái tôn giáo ở trên thế gian này lại cũng không có đủ 84.000 pháp nữa chứ đừng nói. Có ai không? 37 phẩm trợ đạo kia người ta rõ ràng cụ thể tại sao không nói mà nói thật pháp 84.000 pháp thôi. Cái gì của tiên sao mà nghe Phật nói láo. Thầy có kể dùm cho thầy coi pháp nào có kể được không? Có lại không ấy còn thấy người ta nói láo rồi người ta dạy mình nói láo rồi mình cũng nói láo theo à. Mà khi người ta cần giới bảo mình kể 84.000 pháp môn coi thứ coi pháp nào đâu kể ra dùm thầy 84.000 pháp môn kể cho hết Phật pháp đi coi đi coi kể đi. Thầy cho bây giờ tụng Di Đà cho một pháp đi, tụng Phổ Môn một pháp đi thầy cũng được đó, cũng tụng thầy cho pháp đi hết đi kể đi thứ coi 84.000 thôi được không? Chẳng còn bây giờ nó láo rồi mày cũng thật nó láo theo rồi. Mấy ông tổ là nó láo ghê gớm lắm mà bây giờ cũng ráng mà theo nó láo. Dám viết bài vô làm bài đàng hoàng 84.000 pháp môn đúng mà. Để cái gì tu.